chào người nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cái máy gặt lúa mini loại 1.4ZX1.0A mẫu mới. Mẫu này thì máy nó sẽ cải tiến về cái như này. Mẫu mới 1.0A mới này thì nó sẽ cải tiến về cái thứ nhất là về cái xích nhá. Xích này bản 35 này. Bản 35 cao 40, cao 40. Đây cao nó phải tầm 45 nữa, không phải 40 đâu. Nếu mà tính trung bình ở khu này thì nó 40, đầu này nó phải tầm 50, hơn 50. Đó. Và đấy là cải tiến về xích này. Động cơ của nó là động cơ COP 195 FA. Đó. Rồi và các thông số là có đầy đủ trên này này. Đó, các thông số đầy đủ ngày sản xuất đây. Apple là tháng 6 à? Apple tháng 4. Tháng 4 2022 này. Trọng lượng 500 kg này. Đó, thông số đầy đủ trên này nhé. Bản xích 35 này. Công suất của nó là 1.000 đến 1.100 m² trên 1 giờ hoạt động. Và con này thì nó sẽ được hơn, bởi vì là như này. Nó cải tiến so với những cái máy cũ là cái hộp số. Đấy, hộp số nó ở đằng sau này. Là bánh đẩy nên là nó khỏe hơn. Đó. Và nó cải tiến ở số này. Số này thì nó có 3 số tiến, 1, 2, 3 số tiến này và 2 số lùi. Nên là khi mình quay cua bờ và chạy nó sẽ nhanh hơn. 3 số tiến, 2 số lùi. Đó, đây cửa số nó đây. Nó vào từng cửa luôn. 1, 2, 3, 2 số lùi này. Đấy, đây này. Đây là cái guồng đập này. Đây là cái chuyển hướng này. Đó, chuyển hướng. Còn đây là tay nâng thủy lực. Đó là dùng bơm thủy lực nhé. Đó, đấy là về cái cải tiến của máy mới bây giờ. Và cái hàm gặt của nó thì nó vẫn thế thôi. Hàm gặt của nó là gần 1m1. Đó. Có ghế ngồi này. Đó, ghế ngồi này xoay được. Nếu để vào chính giữa này và vặn nó lại. Nhưng mà thường khi đi gặt thì mọi người không hay ngồi ghế lắm, toàn đứng thôi. Đây là cái chỗ để thóc này. Đó. Đấy, lúa cài vào đây, bao cài vào đây và đây là những cái chỗ để tăng cái guồng này nhá. Tăng cái dây xích guồng này. Xích guồng này tháo đây ra mình thấy nó trùng mình tăng lên. Đó, còn đây là những cái chỗ để tăng cái xích tải lúa lên này. Đây, xích tải lúa lên đây. Tăng phải tăng cân tăng đều nhá. Ví dụ bên này một vòng thì phải tăng bên kia một vòng. Còn đây là những cái chỗ để chỉnh cái ngón tay này. Đây, chỉnh ngón tay trên quả lô này để nó vần lúa ấy. Mọi người siết lưu ý đi làm khoảng thời gian đầu thì 15-20 tiếng về mình siết lại tất cả những cái ốc, tất cả ốc nhé. Bởi vì máy khi làm là nó có độ rung giật lớn nên là phải lưu ý. Làm thì khoảng tầm 15-20 tiếng mình sẽ siết lại hết tất cả các ốc. Còn đây cái bình của nó này. Khi mà để ngoài ruộng mọi người lưu ý tháo lấy cái bình này. Đó. Đây là cái ti nâng thủy lực ở hàm này. Đây là cái dầu thủy lực này. Mọi người lưu ý là cẩn khi mọi người dê hướng hoặc là cắt hướng, tức là nếu mà thấy thiếu thì nó sẽ bị, một là e dầu là nó sẽ bị bục những tiêu hoặc là nó sẽ bị hết dầu đây. Đó. Ok, giờ mình sẽ nổ máy và test cho mọi người xem nhá. Máy này thì nó tất cả nó đều có chỗ tăng dây cô loa. Đây, những cái bánh tì này là bánh tăng này. Đó. Tất cả đều có bánh tăng dây cô loa. Đây cái ví dụ như là cái xích tải này thì tăng ở đây. Tăng ở dưới đây. Nó có con ốc kìa. Con ốc kìa. Đây mọi người nhìn con ốc dưới này không? Đó, nó có con ốc đấy. Đây con ốc nó vặn xuống dưới này. Đó. Ok. Để nhà mình thì để ở đây thì nó hơi bụi nên là máy nó hơi bụi. Bây giờ mình sẽ nổ và chạy cho mọi người xem nhé. Nổ máy đầu tiên là phải ga lên. Cái máy dầu này giảm ga là nó tắt máy. Ga lên này, một tay dí gas xuống và giữ lại này. Một tay quay khóa đề. Đến khi nào vòng cua nó khoảng nó nhanh đấy thì mình nhả cái áp ra và vẫn giữ khóa đề nhá. Thì nó mới nổ được. Đây cái áp đây, dí xuống và giữ lại. Và quay khóa đề. Khi nào mọi người thấy nó đây khóa đề đây. Khi nào mình bỏ thấy vòng cua nó nhanh cái là mình bỏ áp ra nhưng mà vẫn giữ khóa đề nhá, giữ một tí thôi, nếu nổ lên rồi thì nhả lại khóa đề.
tươm sạch, và cái nữa là cái hệ thống rơi vãi nó rất là ít. Đó. Rơi vãi gần như không có luôn. Đây là cái đường ra rơm này. Cái rơm nó ra đây nên là ví dụ như ở Bắc Cạn có lúa bao thai nó cao ấy thì là dùng máy này rất là ok, bởi vì là nhiều máy thì cái đường ra rơm nó thấp như này này. Thì cái rơm khi nó ra nó chạm vào cái đầu dạ. Nên là chạm đầu dạ mà mọi người gặp chạy nhanh thì không sao, chạy chậm cái là lúa nó lại cuốn lại vào guồng ấy. Đó. Đấy, đây là đường ra rơm. Còn đây nó có cái guồng nó hút thóc lép đây này. Thóc lép nó sẽ bắn ra thổi ra ngược lại. Đó. Đây là nó có cái cửa chỉnh gió đây nhá. Chỉnh gió đây này. Đó. Chỉnh gió. Ok. Cảm ơn mọi người theo dõi nhé. Giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0971 588 456.